Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, nhiều tuần trở lại đây, trận mưa lớn chưa từng có trong 60 năm qua đã đổ bộ xuống miền Nam của Trung Quốc, gây lũ lụt trên diện rộng và khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất đã có 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lớn ở Trung Quốc khiến hơn 1 triệu người điêu đứng. Lũ lớn ở miền Nam Trung Quốc đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và làm xáo trộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Khu vực này dự kiến tiếp tục có mưa. Tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất. Theo AP, gần 500.000 người dân tại tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi cảnh mưa lũ, chủ yếu ở các thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan. Và tại tỉnh Giang Tây lân cận, khoảng nửa triệu người cũng đã chịu thiệt hại về nhà cửa và bị xáo trộn cuộc sống. Mưa nặng hạt đã làm sụt lún đường phố ở một số khu vực đô thị, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và mùa màng. Những ngày sắp tới, trời vẫn sẽ đổ mưa. Hôm qua, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ mức nghiêm trọng nhất đầu tiên của năm nay. Tại tỉnh Chiết Giang, các đội giải cứu phải trèo xuồng để cứu hộ người dân mắc kẹt trong các căn nhà bị nước bủa vây. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn ở miền Trung và Nam. Do hai khu vực này, lượng mưa cao nhất tại một số khu vực. Đợt lũ này là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua và diễn ra trên nền các quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Trận lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo dòng sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ có Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến những sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này đã khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới con người, mùa màng và nguồn nước ngầm. Lũ trên 100 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng này đến nay đã khiến cho nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động. Trong đó có sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang được dự báo là sẽ xảy ra lũ cực lớn trong ngày hôm qua, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, tức là ở mức cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến cho lũ lụt xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc, điện bị gián đoạn, nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp, tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa đã phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền tỉnh Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết, mực nước hiện tại của Châu Giang và Bắc Giang đang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày hôm nay. Trong khi đó, trận lũ số 2 đang hình thành ở Tây Giang. Từ 3 ngày qua, một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra ở thượng nguồn con sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, tức là mức cao nhất từ 22 giờ ngày hôm nay. Cũng theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày hôm qua đến 12 giờ ngày hôm nay, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động, với mực nước vượt cảnh báo từ 0,01 đến 8,57m. Cùng ngày, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 30 triệu đô la Mỹ từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 560 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 84 triệu đô la Mỹ cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Khát vọng trị thủy nghìn đời của Trung Quốc đối mặt với thách thức. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết gần nửa triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bị sạt lở đất tại tỉnh Quảng Đông của nước này. Những ngày qua, thì các khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong 60 năm qua.
cơ quan phụ trách các tình huống khẩn cấp của tỉnh Quảng Đông cho biết, ngập lụt do mưa xối xả đã khiến 177.600 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, 1.729 ngôi nhà đã bị phá hủy, nhiều hecta cây trồng bị phá hủy. Đợt mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Đây chỉ là một trong 7 tỉnh phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục ở miền Nam nước này. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy mưa lũ ở Quý Châu đã biến nhiều con đường trở thành sông, lũ quét cuốn trôi nhà cửa xe cộ. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khoảng thời gian vừa qua, lượng mưa trung bình đo được là 621mm, con số này bằng 90% mức trung bình toàn Trung Quốc vào năm ngoái. Những trận mưa như chút nước xảy ra trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đang trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất có thể còn ở phía trước. Dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng ở miền Bắc đất nước có thể khiến mưa bão ở miền Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc. Chính sự tác động của hai luồng không khí này có thể tạo ra những điều kiện thời tiết cực đoan trong khu vực. Wang Weizhu, chuyên gia của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa mưa hàng năm ở Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6 và thường nghiêm trọng nhất ở các khu vực nông nghiệp dọc theo sông Dương Tử. Thời tiết cực đoan ngày càng dữ dội và nguy hiểm hơn trong những năm gần đây, tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo những điều tồi tệ hơn còn ở phía trước. Còn nhớ hồi cuối tháng 5 vừa qua, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng những trận mưa xối xả dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía Nam và phía Tây Nam của đất nước. Mưa lớn cũng được dự báo sẽ tăng cả về tần suất lẫn cường độ, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất thường xuyên hơn ở các khu vực miền núi. Nước sông dâng nhanh cũng đã khiến cho các thành phố ven sông chìm trong biển nước. Trung Quốc cũng đã ghi nhận lượng mưa trung bình hàng năm là 672,1mm vào năm ngoái, cao hơn 6,7% so với bình thường. Báo cáo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng cảnh báo điều kiện thời tiết nước này ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là về cường độ mưa bão trong những tháng mùa hè. Những thiệt hại mà thời tiết cực đoan gây ra đang khiến Trung Quốc không thể thờ ơ. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết, 1,1 triệu dân ở Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này. 223.000 hecta đất nông nghiệp ở tỉnh được mô tả là thủ phủ của gỗ và tre nứa cũng đã bị phá hủy. Các nhà chức trách Trung Quốc đã cảnh giác cao độ kể từ những thảm kịch lũ lụt năm ngoái cùng vào khoảng thời gian này và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các đô thị trong việc ứng phó với thời tiết khắc nghiệt vốn đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc thích ứng ngay lập tức không phải là điều dễ dàng. Với các cộng đồng dân cư chủ yếu phát triển phồn thịnh bên bờ các dòng sông lớn, Trung Quốc không lạ gì cảnh sống chung với lũ. Chính vì bởi thế mà trị thủy đã trở thành khát khao kéo dài suốt nghìn đời qua. Bên cạnh việc đắp đê, đào kênh thoát nước những thập niên qua, Trung Quốc cũng đẩy mạnh xây dựng các đập thủy điện nhằm có thể điều tiết nước và có thể sinh ra điện. Bất chấp số lượng đập ngày càng một nhiều, lũ lụt vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Thậm chí trong một vài thời điểm, các đập thủy điện phải xả nước ngay giữa mùa lũ nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa dẫn tới việc ngập lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Với những tác động của biến đổi khí hậu, khát vọng trị thủy của Trung Quốc lại tiếp tục đối mặt với những thách thức to lớn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này có lẽ cần những nỗ lực có hệ thống và sự chung tay của cả thế giới, chứ không phải là bất cứ quốc gia đơn lẻ nào. Ngay cả khi đó là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc cũng đang nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu. Tuần trước, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc mới công bố cái gọi là chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng khả năng phục hồi trước các tác động của nóng lên toàn cầu vào năm 2035. Lộ trình này tập trung nhiều vào giám sát biến đổi khí hậu và các tác động liên quan của nó. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường nâng cao khả năng cảnh báo sớm và quản lý rủi ro hệ thống. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu bảo vệ tính mạng người dân trước đợt lũ lụt lịch sử. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng người dân. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông dẫn dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 m khối mỗi giây, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có những ghi chép dữ liệu đến nay. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân,
đồng thời hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Nhiều ngày qua, lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m3 mỗi giây, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử. Riêng tỉnh Quảng Đông, theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp địa phương, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 479.600 người và 27,13 ha diện tích cây trồng, làm sập 1.729 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ, hơn 260 triệu đô la Mỹ. Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 1, tức cấp cao nhất. Tính đến 12 giờ ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 mét. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng nay, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục. Phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có số dân đông thứ 2 Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng, đã đạt 92,94 triệu kW, vượt mức cao nhất của năm ngoái là 90,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này đã yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện, kiên quyết không để tình trạng cắt điện xảy ra. Các khu vực tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông đã phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt tháng này do tình trạng nắng nóng vào mùa hè đến sớm hơn mọi năm. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!